phù hợp dành cho người lớn tuổi. Vì thế khi chọn mua TV cho ba mẹ, người lớn tuổi những tính năng cao cấp và hiện đại nếu có thì tốt, nhưng chắc chắn phải dễ sử dụng, tốt cho sức khỏe và mắt. Với thế hệ Smart TV mới nhất của Samsung năm 2019, trải nghiệm này của người lớn tuổi sẽ hoàn toàn mới với độ thư giãn cao nhất. Tính năng cao cấp phục vụ tốt nhất cho sức khỏe. Dòng TV QLED của Samsung cho khả năng hiển thị rõ ràng hơn, sắc nét hơn và với người lớn tuổi mang lại cho họ khoảng thời gian xem TV thoải mái. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Kiang Min Lee, Đại học Quốc gia Seoul công bố gần đây, não bộ của người dùng được nghỉ ngơi khi tận hưởng chất lượng hình ảnh tương đương không gian thật. Theo ông, hình ảnh có độ phân giải càng cao, cơ thể càng có những cảm xúc vui tươi, hào hứng để tận hưởng không gian mà điện ảnh trên phim truyện mang lại. Chế độ điều khiển TV bằng giọng nói tiện lợi. Sau vấn đề thị lực, nỗi e ngại thứ hai của nhiều người cao tuổi khi động đến các món đồ công nghệ chính là các nút bấm chạm vào đâu cũng bối rối sợ. Hỏng, công nghệ điều khiển bằng giọng nói của dòng Smart TV QLED 2019 thuộc Samsung có thể giải quyết nhẹ nhàng vấn đề này, đặc biệt hệ thống điều khiển One Remote còn được thiết kế với tiếng Việt, giúp người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà dễ dàng tương tác với TV hơn. Điểm hút của loạt TV thông minh thế hệ mới của Samsung không chỉ nằm ở các tính năng phần cứng mà còn nằm ở kho nội dung giải trí độc đáo được tích hợp cùng sản phẩm, đó là kho phim 4K độc quyền hấp dẫn kết hợp cùng ứng dụng Apple TV lần đầu tiên được Samsung giới thiệu chứa hơn 4.000 ứng dụng hữu ích về nấu ăn, tập yoga, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, các chương trình thể thao quốc tế, đem đến cho người lớn tuổi muôn vàn lựa chọn giải trí hàng ngày. Với người lớn tuổi không còn nhiều điều kiện đi xa, chiếc TV đôi khi chính là cây cầu để kết nối với thế giới, chẳng hạn chia sẻ từ ông Nguyễn Thành Tâm, 76 tuổi, quê Bình Thuận, vốn là người năng động, tới tuổi hưu, nhu cầu xem tin tức thời sự của ông là rất cao, hàng ngày không biết bao nhiêu lượng thông tin thế giới. Vắng tin tức trên TV một hai ngày là khó chịu trong người rồi. Bà Chu Thị Thảo, 62 tuổi, ngụ phường Hoàng Mai, Hà Nội thì lại có nhiều niềm vui với chiếc TV. Tôi thích các cuộc thi về kiến thức như Ai là triệu phú, cũng mê các bộ phim truyền hình như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Mỗi lần có việc đi đâu, lại rất nhớ cái không khí quay quần bên TV cùng con cháu trong nhà. Không chỉ là một mặt hàng công nghệ, qua đột phá sản phẩm đẳng cấp này. Samsung còn muốn hướng tới sự kết nối tình cảm gia đình các thế hệ, để sản phẩm trở thành một phần thú vị trong trải nghiệm về niềm vui, sự chia sẻ trong gia đình. Mai Anh